Ok, bây giờ anh lại tiếp tục chữa từ câu 16 trở đi nhé. Câu 16 là mấy câu mình dịch là gì nhỉ? Ok, trước khi làm mấy câu 16 thì các bạn nhớ nữa ha. Các bạn thấy từ promise không? Là lời hứa đúng không ạ? Deliver. Promise có nghĩa là thực hiện lời hứa. Đây là một cái cách dùng từ hay gọi là collocation nhé. Được không ạ? Ok, ví dụ là hãy thực hiện lời hứa của mày đi, đó là deliver once promise, thực hiện cái lời hứa của mày đi, được không ạ? Vậy là collocation nhé. Đây là một cụm từ bạn học được rồi nè. Ok, vậy thì trước khi cho bạn đáp án thì mình sẽ học ha. Ok, mình học là owing to. Owing to cộng verb in nhưng có nghĩa là bởi vì, được không ạ? Từ này quá dễ ai cũng biết rồi, thầy không dùng. Due to cộng verb in, due to cộng verb in thì bằng owing to cộng verb in, có nghĩa là bởi vì luôn. Nhưng mà bạn nhớ nè, trong câu này á nó không dùng due to đâu ạ. Due to đơn giản quá. Trong câu này nó chính là thành ngữ, và thành ngữ là give. Give, ok, give cái gì bây giờ? Give somebody once due, được không ạ? Give somebody once due. Ghi đâu vậy ta? Once due. Ok, give somebody once due là một thành ngữ. Thành ngữ này thì dùng trong viết ha. Tức là nó có nghĩa là, nó là gì nhỉ? Công bằng mà nói, đúng không ạ? Công bằng với ai đó mà nói, đúng không ạ? Nghĩa là như vậy nhé. Nghĩa là công bằng mà nói. Ghi đâu vậy ta? Để anh lấy tờ giấy ha. Ok, đây. Give somebody once due nghĩa là công bằng mà nói. Được không ạ? Ok, tiếp nè ha. Với từ account mình nó cụm từ. Mình có idiom là give. Give cái gì? Give a good hoặc là a bad account. Give a good hoặc là a bad account of oneself. Of oneself. Ok, có nghĩa là do or perform well or badly. Ok, tức là làm tốt hoặc là làm không tốt. Vậy thôi nhá. Với từ view này thì bạn có cụm từ là in view of. In view of nó có nghĩa là consider. In view of có nghĩa là consider, cân nhắc điều gì đó, đúng không? In view of có nghĩa là consider. Vậy câu mình dịch là gì nhỉ? Câu này mình dịch là cái ông thị trưởng đã thất bại, đúng không, trong việc thực hiện cái lời hứa của mình. Ok, nhưng mà sao? Nhưng mà công bằng mà nói thì anh ấy cũng đã cố gắng hết sức để cải thiện được những cái infrastructure, là những cái cơ sở hạ tầng của thành phố, được không ạ? Chỉ cho ngoài là gì? Chỗ này mang nghĩa là thật công bằng mà nói, mà chỉ công bằng cho anh ấy mà nói là give somebody once due là công bằng mà nói. Chẳng mang được câu D. Tiếp mình qua câu số 17 ạ. Câu 17 cũng là một câu về cụm từ luôn, và câu này thì maybe là mấy bạn sẽ ok, cụm từ này các bạn có cụm từ này nữa ha. Cụm từ to be economical with. Ok, to be economical with có nghĩa là nói dối ạ. Nói dối. Mấy bạn nhớ nè, nhớ là với những cái câu cụm từ này thì rất khó, đúng không ạ? Những bài tập không, các bài tập trong nhóm kín của chúng mình thì add cho khó, được không ạ? Cho nên thì các bạn hãy viết những cái cụm từ mà hôm nay add chỉ với các bạn ra một cái cuốn sổ tay, và bạn học một ngày khoảng 10 cụm. Ok rồi, 10 cụm và học thêm từ vựng nữa là ok rồi nhé. Ok, be economical with là nói dối. Vậy nên nhá, nói dối, dối trá với cái sự thật, đúng không? Là một điều gì đó được xem là một cái cách của sự tồn tại, đúng không ạ? Tức là sao? Tức là trong cuộc sống có nhiều lúc mà sự thật mất lòng mà, cho nên mình tránh cái sự thật đi, kiểu vậy ha. Ok, qua câu số 18. Câu 18 này là một câu khá là hay các bạn ạ. Rất là nhiều bạn sẽ chọn được câu B. Bây giờ căn cứ vào từ deceive, đúng không ạ? Căn cứ vào từ deceive.
thế bạn sẽ công, mấy bạn sẽ công thức là receive somebody into doing something. Đó là, tức là lừa gạt, lừa dối ai làm việc gì đó. Nhưng chỗ ngoài đâu phải là doing something đâu, đúng không? Chỗ ngoài là Olivia mà. Vậy thì sai rồi, đúng không ạ? Chỗ này là nhá, ơi là mấy bạn nhớ ở đây là collocation là idiom nhá nha, nó không phải là từ vựng. Cho nên bạn có cụm từ này ha, bạn có cụm từ là to be deceived, to be deceived in, to be deceived in somebody. In nhá, in somebody nghĩa là gì? Có nghĩa là bị đánh lừa hoặc là bị lừa dối bởi cái đặc tính của ai đó. Nhớ nha, nó khác với deceive into nhá. Bị ghi đâu nhỉ? Anh ghi ở ngoài giấy nhé. Đây là thành ngữ be deceived. Deceive is sai rồi. Ok. In somebody tức là bị lừa dối. Bị lừa dối. Bị lừa dối bởi cái gì? Bị lừa dối bởi những cái đặc tính của ai đó, bởi những đặc tính của ai đó. Đúng không? Nó là bị lừa dối bởi những đặc tính của ai đó nhé. Vậy con trả mắt là câu câu A mới đúng. Có ai gì nhỉ? Tôi hoàn toàn bị lừa dối bởi những đặc tính của Olivia, đúng không ạ? Cô ấy trông rất là sôi nổi, hăm hở, đúng không ạ? Ok, đây là học lên cụm từ nha. Cụm từ này thì trong những cái buổi từ vựng, cái buổi tổng ôn từ vựng, cái buổi nào anh không nhớ nữa ha, nhưng mà anh đã chỉ rồi. Cụm từ on the outside có nghĩa là on the outside không phải là bên ngoài ạ. On the outside là một thành ngữ, nó dùng được. Cái này thì rất là khó dịch ha, nhưng mà nó được dùng để là mô tả một người nào đó dường như thế nào đó, đúng rồi. Vậy mình dịch thế này nào. Tôi hoàn toàn cái gì? Tôi hoàn toàn bị đánh lừa bởi những đặc tính của Olivia, đúng không ạ? Dường như cô ấy trông rất là hăm hở, nhưng mà thực tế cô ấy là một simple minded, là một kẻ ngu dốt, đúng không ạ? Simple minded là một người không biết gì hết, là một người không thông minh, là một người ngu dốt. Đó. Nhớ nhé. Ok, mình qua câu số 19. Câu số 19 mình từ này không có rồi ha. Mình có câu C, câu C có nghĩa là làm tắc nghẽn hoặc là xóa mờ. Câu C là làm tắc nghẽn hoặc là xóa mờ, đúng không ạ? Hinder, hinder là cản trở, đúng không? Hinder là cản trở, đúng không ạ? Obstruct, obstruct có nghĩa là làm tắc nghẽn hoặc cản trở, làm tắc nghẽn hoặc là cản trở, đúng không ạ? Vì rõ ràng là cùng cùng nó cùng nhau về nghĩa của từ rồi, đúng không ạ? Vậy rõ ràng là nó phải hỏi về cụm từ hoặc collocation ạ. Thì cụm từ mới cụm từ gì? Mình sẽ dùng cái cụm từ là obstruct. Anh ghi vào tờ giấy cho hết chỗ ghi rồi. Mình dùng cái cụm từ là obstruct. Obstruct cái gì? Obstruct the course of justice. The course of justice. Ok, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngăn chặn cái sự thật phơi bày, đúng không? Ngăn chặn cái sự thật được phơi bày nhé. Ngăn chặn sự thật được phơi bày. Ok, bài hôm nay khá là khó, được không ạ? Khá là khó. Ngăn chặn sự thật được phơi bày. Vậy thì bạn nhìn nhé, bất cứ ai mà ngăn chặn cái sự thật được phơi bày thì sẽ bị kết án, nhớ nha, sentence đối với từ to, ok, kết án ít nhất là 3 năm tù, được không ạ? Imprisonment tức là 3 năm tù. Ok, mình chạy mắt là câu câu A. Tiếp mình qua câu số 20 ạ. Câu số 20 là một câu, tất nhiên rồi, cũng là collocation hoặc idiom thôi. Thì các bạn có nè. Ok, trước khi sửa thì mình có cụm từ này các bạn. Trước khi sửa mình có cụm từ, các bạn có cụm từ pluck out of, không? Đó, mấy bạn thấy cụm từ đó không ạ? Thì đây nhá, đây là cái thành ngữ, đây thành ngữ là thành ngữ pluck. Ok,
pluck something out of the air. Thành ngữ có gì? Thành ngữ như là chọn cái gì đó một cách ngẫu nhiên nhé. Chọn một cái gì đó, chọn cái gì đó một cách ngẫu nhiên. Đó, được không ạ? Nghĩa là gì nhỉ? Chọn cái gì đó một cách ngẫu nhiên, đúng không ạ? Vậy nhá. Khi đối mặt với những cái câu hỏi toán học khó khăn, đúng không ạ? Những câu hỏi đại số khó khăn thì những học sinh á thường ngu ngốc, đúng không ạ? Thường ngu ngốc lựa chọn một cách ngẫu nhiên một cái con số gì đó, đúng không ạ? Và mong đợi, ok, và sao? Và nó và không mong đợi, và it was unexpected, correct, đúng không ạ? Và không mong đợi là nó một điều chính xác, đúng không ạ? Vậy thì khi mà đối mặt với những cái bài toán với những câu hỏi đại số khó thì học sinh thường có một cách ngu ngốc lựa chọn. Nhưng một cách ngu ngốc là bạn dùng chặn từ gì? Ok, mấy bạn dùng chặn từ gì ạ? Mấy bạn có câu A, câu A có nghĩa là ranh mảnh, câu A nghĩa là ranh mảnh. Hoặc câu A nghĩa là bí mật. Nhá. Câu B nghĩa là gì? Câu B hôm bữa mình học rồi đúng không? Câu B trong cái buổi tổng ôn, cái buổi tên gì ta, cái buổi gì đó anh quên mất tiêu tên, thì anh có dạy là make somebody plain to something, có nghĩa là làm ai đó hiểu rõ vấn đề gì đó, gì plain có nghĩa là đơn giản. Tiếp câu C có nghĩa là tham chiến, là câu C nghĩa là tham chiến. Và câu D có nghĩa là ngu ngốc, đúng không? Khờ dại, ok, khờ dại ngây thơ, đúng không? Khờ dại ngây thơ, ok, khờ dại ngây thơ, khờ dại ngây thơ. Vậy sao đối mặt với những câu hỏi khó khăn thì học sinh thường có cách là ngu ngốc không? Khờ dại ngây thơ, lựa chọn đại con số nào đó và mong đợi nó đúng, được không ạ? Ok, câu số 21 nhé. 21 thì bạn có cái thành ngữ là as a credit to somebody. Ok, as a credit to somebody. Câu hỏi này là người được ngưỡng mộ bởi những thành tựu nào đáng kể, đúng không? Là nó là chính là người được ngưỡng mộ, nó là một người được ngưỡng mộ, đúng không ạ? Một người được ngưỡng mộ bởi những cái thành tựu đáng kể nào đó, cho con dịch là gì nhỉ? Sau khi được get admission, đúng không ạ? Tức là sau khi được nhận vào cái trường đại học này thì Anna được xem là một cái sự ngưỡng mộ, luôn một cái gì ta, một cái sự hãnh diện của gia đình của cô ấy, đúng không ạ? Một cái sự hãnh diện. Để bạn chọn là câu B nhé. Tiếp là câu số 22. Câu số 22 thì bạn có từ impediment là sự cản trở nè. Câu C nó có nghĩa là câu C thì nó sẽ ghép được với đáp án của mình, ok. Câu C sẽ ghép được với cái từ là the bus. Câu C ghép với từ the bus, hoặc là the line, đúng không ạ? Of least resistance. Ok, câu C ghép được như vậy, ok. The path hoặc là the line of least resistance có nghĩa là con đường, ok, hoặc là cách thức dễ dàng nhất, ok, là cái cách thức hoặc là con đường dễ dàng nhất. Mấy bạn ghi nghĩa nha, nó là cách thức hoặc con đường dễ dàng nhất. Vậy gì nhá? Tôi thì sao? Tôi thì đã có một cái cách thức rất là dễ dàng là bằng cách là học nhồi tiếng Anh, mà cramming for English, tức là cramming là học trong một khoảng thời gian ngắn mà tính nhồi nhét. Ok. Qua câu số 23 nhá. 23 là câu gì nhỉ? 23 thì bạn có cái cụm từ là acquired taste. Acquire taste nghĩa là khơi gợi cái điều gì đó. Ok, khơi gợi cái điều gì đó nhé. Ok, khơi gợi cái điều gì đó. Khơi gợi cái điều gì đó nhé. Vậy là gì nhỉ? Tiếng Anh thì không phải là cái môn học yêu thích của tôi, nhưng mà sao? Dần dần thì nó được khơi gợi ngày qua ngày, đúng không ạ? Trả bán được là câu C. Ok, rất đơn giản. Tiếp vào câu số 24 nhé. 24 thì chỗ này là cái chỗ trống á. Cái chỗ này là cái chỗ trống ấy ạ. Thì chỗ trống này thì bảo cái cụm từ gì? Under the banner. Ok, under the banner of. Đây là cụm từ. Under the banner of something or somebody ha.
of something, có nghĩa là nhân danh hoặc là dưới danh nghĩa của một ai đó ha, nhân danh hoặc là dưới danh nghĩa của một ai đó, mấy bạn ghi nhé, mấy bạn. Ok, under the banner of something có nghĩa là nhân danh hoặc là dưới danh nghĩa của một ai đó. Ok, vậy sao để mà thu hút được cái sự chú ý càng nhanh càng tốt mà, thì cái cách duy nhất mà họ làm đó chính là gì, là thực hiện những cái cuộc tấn công mang tính là hăm dọa, nó mang tính kinh khủng ở những cái nơi công cộng nhằm mục đích là lan rộng cái nỗi sợ. Nhân danh là một holocaust, được không ạ? Holocaust là một cái concept, mấy bạn hãy tra trên Google để hiểu nghĩa ha. Trả lời đáp án là câu C. Tiếp qua câu số 25. Câu số 25 thì bạn nhớ nè, câu số 25 với từ stand still. Stand still có cụm từ là come to stand still, là collocation có nghĩa là dừng hoạt động. Come to stand still có nghĩa là dừng hoạt động nhé. Ngoài ra thì mấy bạn sẽ có cụm từ là go downhill. Go downhill tức là deteriorate. Deteriorate. Deteriorate tức là làm trầm trọng thêm, làm tồi tệ thêm, đúng không ạ? Vậy downhill đóng vai trò là một trạng từ. Ngoài ra nha, nếu như ngoài ra thì mấy bạn có thể dùng cái cụm từ đi với downhill như thế này này. Bạn dùng cái cụm từ này đi với downhill này, bạn dùng cụm từ là be or downhill to somebody something. Downhill to somebody something. Ok. Cụm này có nghĩa là become worse. Become worse. Trở nên trầm trọng thêm, đúng không ạ? Trở nên trầm trọng thêm. Dịch là gì nhá? Ok. Kể từ khi mà bị đánh bại 4 vòng trong 5 trận, đúng không ạ? 4 trong 5 trận. Thì sao? Thì dường như mọi thứ đã trở nên trầm trọng thêm, trở nên tồi tệ thêm đối với sự nghiệp của anh ấy. Được không ạ? Trả lời được là câu B. Tiếp qua câu số 26. Video cũng khá dài rồi. Sau câu 26 anh sẽ ngắt sang video. Ok, sau câu 27 luôn nhé. Câu 26 thì bạn có cụm từ là exact true. True gì? True grit. Ok, true grit. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đòi hỏi cái can đảm hoặc cái quyết tâm. Ok, cái quyết tâm ha. Đòi hỏi gì? Đòi hỏi cái can đảm hoặc là cái quyết tâm mặc cho khó khăn ghi vô nhá. Vậy sao nó đòi hỏi những cái can đảm và quyết tâm rất là lớn để học một cái ngôn ngữ như là tiếng Pháp, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì điều đó nó bao gồm bởi vì tiếng Pháp bao gồm những complex structure, những cái cấu trúc rất là phức tạp, được không ạ? Ok, sang câu số 27. Câu 27 là mấy câu về ok, cụm từ, mấy bạn cụm từ là at đi với play, at plate. At play thì sẽ bằng với of. At play sẽ bằng với of concern, of concern hoặc là bằng với of moment, of moment có nghĩa là important, quan trọng, được không ạ? Có nghĩa là important, quan trọng nhé. Có nghĩa là quan trọng. Ok, play, at play thì bằng với of concern, of moment, có nghĩa là quan trọng vậy nhá. Anh ấy thì sao nhỉ? Anh ấy không quan tâm về những cái buổi lễ đang diễn ra, đúng không ạ? Bởi vì anh ấy nghĩ rằng cái điều đó thì không quan trọng, ngoại trừ gì? Cái điều đó thì không có quan trọng. Vì sao? Vì nó chỉ là một cái phần, đúng không ạ? Một cái phần theo sau cái việc là fundraising, là cái việc gây quỹ mà thôi. Trả lời đáp án là câu C với từ là at play, được không ạ? Ok, vậy là từ câu 28 đến những câu tiếp theo thì anh sẽ được ngắt sang video tiếp theo nhé.